Xin chào tất cả các anh em, chỉ còn vài ngày tuần nữa thôi. Chắc là khoảng 10 ngày nữa là Tết sẽ về đến mọi nhà. Chúng ta sẽ là được mặc áo mới, chúng ta sẽ là được đi chơi. Và tất nhiên là sẽ phải tham dự các cái buổi giao lưu party, đi đến mọi người để chúc Tết. Và thời điểm đó chúng ta sẽ cần một cái mùi hương làm sao vừa sang trọng trong những cái ngày đi chúc Tết, hoặc là một cái mùi hương quyến rũ khi mà đi tụ tập với tất cả các bạn bè. Đó, thì ngày hôm nay chúng mình sẽ gợi ý cho các anh em top 10 chai nước hoa các anh em có thể sử dụng vào dịp Tết này. Rất hy vọng mình có thể giúp được một chút cho các anh em khi mà muốn lựa chọn một cái mùi hương mà mọi người đang cần để sử dụng vào những ngày Tết. Ok. Ở vị trí thứ 10, chai nước hoa mình muốn nói đến, đây là một cái mùi hương rất rất quen thuộc, chúng ta luôn luôn được nhắc đến nhưng không thể nhắc đến nó, đó là Louis Le Chanel. Để nói về mùi hương của chai nước hoa này thì đâu có quá nhiều video, có quá nhiều bài viết để nói mùi hương này. Và mọi người thường nói là nó dễ bị đụng hàng, nhưng tất nhiên rồi, bởi vì là nó rất là hay, mùi nó rất là đẹp cho nên mới bị đụng hàng, đúng không? Cho nên nếu như không nói đến Blue Chanel, một cái mùi hương đẳng cấp của một quý ông, thì sẽ rất là đáng tiếc. Các anh em nào đang có ý định dịp Tết này mình sẽ mặc một bộ com lê đầy sang trọng, đầy lịch lãm để đi chúc Tết mọi người, thì Blue Chanel là cái mùi hương không thể thiếu khi mà mọi người đi chúc Tết. Ở vị trí số 9, đó là một sản phẩm của nhà Prada, nó có tên là Prada Amber Pearl Intense. Đây là cái bản nâng cấp tiếp theo của chai nước hoa. Đầu tiên của nó là Prada Amber Pearl, nhưng cái mùi hương của nó đã hoàn toàn khác. Nếu như ở cái bản đầu tiên đó là cái mùi hương có thể nói giống như có thiên hướng nữ tính, nhẹ nhàng và có một chút gì đó giống như xà bông, thì ở cái bản Prada Amber Pearl Intense này, nó là một cái sự phối hợp giữa ba nguyên liệu chính, đó là nhựa thơm, hoắc hương và hổ phách. Cái sự sâu lắng, trầm ấm của nhựa thơm kết hợp cùng với hoắc hương và một chút sắc của hổ phách đã tạo nên cái mùi hương trầm ấm, lịch lãm. Đây có thể nhà Prada luôn luôn được đánh, đối với quan điểm của mình luôn đánh giá rất là cao trong cái lịch sự sang trọng của mùi hương của họ. Nó luôn luôn nhẹ nhàng và đầy có thể gọi là một cái gì đó rất là high level. Và cái chai Prada Amber Pearl Intense này, trong những ngày Tết, trong cái không khí lạnh, anh em xịt sơ vin, quần áo sơ mi, quần âu, khoác lên mình một chiếc áo da hoặc là một cái áo com lê và đi chơi đến những chỗ nhẹ nhàng và sang trọng. Điểm 10 cho các bạn với Prada Amber Pearl Intense. Tiếp theo ở vị trí số 8, đó là một sản phẩm của nhà Dior, nó có tên là Dior Eau Sauvage Eau de Parfum. Chai nước hoa này với chỉ đơn giản gồm 3 nguyên liệu, đó là cam bergamot, nhựa thơm và cỏ hương bài. Nó tạo nên một cái mùi hương cổ điển, lịch lãm và trầm ấm. Đây là mùi hương đặc biệt phù hợp với các anh em nào đã trên 30 tuổi. Và khi các anh em khoác lên mình những cái bộ quần áo lịch sự chuẩn, dậy thì thành công chẳng hạn, đó, ok. Các anh em xịt thêm mùi hương của Dior Eau Sauvage này thì như hổ thêm cánh, bởi vì nó sẽ giúp cho anh em, khiến cho mọi người cảm thấy mình là một người đứng đắn, mình là người đã từng trải và mình có những cái suy nghĩ, có những cái lời nói nó đã được rất là chín chắn chứ không phải là chém gió ba hoa. Đó, ở vị trí số 8 đó là một sản phẩm của nhà Dior. Ở vị trí số 7 đó là một sản phẩm khá là xa lạ đối với các anh em, nó có tên là Jacquely Citrus and Wood. Mùi hương của nước hoa này, mùi hương của chai nước hoa này như thế nào? Nó là sự cân bằng giữa Terre de Hermes và Monterey Red Vetiver. Nếu như ở mùi hương của Terre de Hermes, đâu đó vẫn có những cái ý kiến cho rằng mùi hương của nó, cái nốt vetiver cuối của nó có một cái gì đó nó hơi ngái và hơi khó ngửi, tanh tanh, nếu như mình nhớ không nhầm. Và Monte Red Vetiver thì lại quá mạnh, nồng. Thì Jacquely Citrus and Wood là một cái sự hoàn thiện giữa Terre Hermes và Monte, mùi hương tròn trịa ấm áp giữa các cái nốt gia vị như là tiêu có kết hợp cùng với gỗ và cỏ hương bài, tạo nên mùi hương có thể nói nó vẫn mang âm hưởng giống như Terre Hermes và Monte Red Vetiver, nhưng mà nó tròn trịa hơn, mượt mà hơn, và mình đánh giá nó
ở một mức độ nào đó thậm chí còn nhìn hơn bản gốc và Terrier Images. Do đó nếu như anh em nào yêu thích cái phong cách classic thì cũng nên thử chai nước mùa vương của chai nước hoa này, Jardley Citrus and Wood. Ở vị trí số 7 đó là một sản phẩm của một hãng nước hoa Na Uy, nó có tên là Guinness by Gear. Cái đặc điểm mình cảm thấy khá là thú vị ở nhà nước hoa này đó là nó chỉ duy nhất có hai chai nước hoa, đó là Guinness for Man và Guinness for Woman. Nhắc đến mùi hương của chai nước hoa này, nó mang những đặc điểm tiêu biểu của nhóm hương Aromatic Spicy với hương hoa kết hợp với vị cay nồng của gia vị. Đó, cái điểm mạnh nhất của chai nước hoa này đó không phải là mùi hương. Mùi hương của chai nước hoa này nó có một chút gì đó nhẹ nhàng và cảm giác rất là thoải mái, thư giãn của hoa kết hợp với gia vị. Và điểm mình ưng ý nhất, điểm mình hài lòng nhất của chai nước hoa này đó là cái độ CH của nó. Khi mà các bạn đến ví dụ như một quán cà phê hoặc là một trong một cái căn phòng nhỏ mọi người cùng ngồi tán chuyện, thì mùi hương của chai nước hoa này, cái độ lưu hương lại trong cái không gian mà các bạn sẽ ngồi, thực sự phải nói là 10 trên 10, cực kỳ thu hút, cực kỳ quyến rũ. Đó, chắc chắn khi mà các bạn xịt chai nước hoa này thì mọi người sẽ phải tò mò ở, bởi vì không biết là cái mùi hương này ở trong cái phòng này nó là của ai mà tại sao lại thơm như thế. Nó không phải là độ tỏa hương nha anh em nhé, mà đó là cái độ lưu hương lại trong cái không gian mà các bạn sẽ bước đến, cực kỳ thu hút, cực kỳ quyến rũ. Mình nhắc lại cái điều đó, điểm 10 trên 10 cho chai nước hoa này, riêng cái độ CH của nó. Do đó nếu như anh em đi chúc Tết với những anh em đi gặp mặt lại mọi người và muốn mọi người cùng chú ý, mọi người cùng khen mình những cái comment rất là tích cực, thì Guinness by Gear sẽ giúp, chắc chắn sẽ giúp cho các anh em. Ở vị trí số 5 đó là một sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent, nó có tên là Lonely Intense. Mùi hương này là một tổ hợp của rất rất nhiều các cái nguyên liệu như là long diên hương, tiêu đen, gia thuộc, hổ phách. Nó tạo nên một cái mùi hương nồng nàn, quyến rũ và sexy. Nói chung là cái style của mình thấy một số chai như Lanudelon, Lanudelon Le Intense và Lom Le Intense, mùi hương của nhà Yves Saint Laurent luôn luôn có thiên hướng ngọt ngào và một chút gì đó rất là cuốn hút và sexy. Đó, anh em nào cứ tầm khoảng 24-25 và đi chơi với các bạn gái, đi gặp mặt mọi người, thì Lom Le Intense là sự lựa chọn không hề tệ. Đó, ở vị trí số 5. Ở vị trí số 4 đó là một sản phẩm của nhà George R. Armani, nó có tên là Armanico Profumo, gia thuộc đậu tôn ca. Mình đã có một cái video riêng để nói về mùi hương của chai nước hoa này cho nên mình sẽ không phải nói nhiều về mùi hương của nó nữa. Nhưng nếu như anh em thích thu hút, anh em thích mọi ánh mắt của mọi người đều chú ý về mình khi mà chúng ta ngồi cùng với mọi người, thì Armanico Profumo sẽ giúp cho các bạn điều đó. Ngọt ngào, quyến rũ, sexy, nam tính, tất tần tật. Tất cả những điều các bạn cần ở một mùi hương để giúp cho các bạn tự tin khi gặp mặt mọi người thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng được. Đó, ở vị trí số 4, một sản phẩm của nhà Giorgio Armani. Ở vị trí số 3, đó là một sản phẩm của nhà Paco Rabanne, nó có tên là Paco Rabanne Black Essence Lissette. Một mùi hương độc, lạ và không đụng hàng. Nó... Mình chưa gặp một bất kỳ một chai nước hoa nào giống với mùi hương của chai nước hoa này. Và điểm thứ hai mình rất là ưng ý chai nước hoa này đó là sexy. Mùi hương này thực sự là sexy, đặc biệt ở cái nốt mở đầu của nó. Thì mặc dù nó không sử dụng thành phần nguyên liệu dứa giống như Creed Aventus, nhưng khi các bạn xịt các bạn sẽ cảm thấy một hương vị dứa, một quả dứa chín mọng ngọt ngào đầy thu hút. Lập tức nó sẽ giúp cho các bạn như là say mê cái mùi hương này đó. Và ở cái dry down của nó là một cái mùi hương sexy, không đụng hàng với bất cứ một chai nước hoa nào. Và tất nhiên rồi, điểm thu hút của nó thì không ai có thể chê trách được. Do đó vị trí số 3 đó là một sản phẩm của nhà Paco Rabanne, chai nước hoa có tên là Black Essence Lissette. Vị trí số 2 đó là một sản phẩm của nhà Valentino, nó có tên là Valentino Warmer Intense Vanilla
Đậu Tôn Ca gia thuộc tất tần tật nó đã blend lên một cái mùi hương nồng nàn quyến rũ đó. Mặc dù so với cái bản đồ Valentino Uomo đầu tiên của nó thì nó là một cái sự cải biên rất là lớn, nó đã không còn cái sự nhẹ nhàng ngọt ngào cổ điển giống như một cái tách cappuccino, mà ở đây nó dày hơn, nó ngọt hơn và nó quyến rũ hơn. So sánh, nếu mà để so sánh thì mình thích bản Valentino Uomo Intense này hơn so với phiên bản cũ của nó. Anh em nào thích những cái phong cách trẻ, không phải là trẻ trung mà là cái phong cách dạng kiểu như là một chút sexy nhưng vẫn có cái chất manly, thì Valentino Uomo Intense cũng là một trong những sự lựa chọn không hề tệ đối với cho mọi người. Cuối cùng, chai nước hoa số 1 mình muốn gợi ý cho anh em, Dior Sauvage. Tại sao lại là Dior Sauvage? Bởi vì mỗi khi mình làm video so sánh mà có liên quan đến chai nước hoa này, mình xịt cho tất cả các anh, các chị em ngửi, và mọi người đều nói chai nước hoa mùi hương này thật là tuyệt. Thì tại sao mình lại không cho ở vị trí số 1 chai Dior Sauvage? Có những ý kiến mùi hương này thật là nhàm chán, có những ý kiến cho rằng mùi hương này không có gì đột phá, mùi hương này quá là dễ dãi. Đấy là cảm nhận của các bạn, đó là cảm nhận của các anh em, đó là cảm nhận của mọi người. Nhưng đối với cả quan điểm của mình, chúng ta xịt mùi hương này, chúng ta dùng nước hoa là để cho mọi người cảm thấy mình dễ nói chuyện hơn, để cho mọi người cảm thấy thoải mái khi gặp mình hơn. Thì Dior Sauvage nó hoàn toàn đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó. Các bạn gái thì cảm thấy mùi hương này thật là sexy, thật là quyến rũ. Các chị em khác, các chị em có tuổi hơn thì thấy mùi hương này rất là dễ chịu, mùi hương này không gây khó chịu, không gây nhăn mặt khi mà ngửi. Thì ở vị trí số 1 chắc chắn rồi, Dior Sauvage là sự lựa chọn cho tất cả các anh em. Ở trên đây là mình vừa gợi ý đến cho mọi người top 10 chai nước hoa dùng trong dịp Tết này. Mình rất là hy vọng có thể giúp được một chút nào đó đến cho tất cả các anh em, nếu như mọi người đang có ý định tìm kiếm mùi hương dùng cho Tết Nguyên Đán. Và video của mình đến đây là hết. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhá. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.